Thưa quý vị, trong không khí cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2024 và mừng xuân Giáp Thìn 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức phối hợp với Trung tâm huấn luyện VinFast tổ chức giải vô địch thể hình cúp các câu lạc bộ huyện Bến Lức mở rộng lần thứ nhất năm 2024. Giải vô địch thể hình cúp các câu lạc bộ huyện Bến Lức mở rộng thu hút gần 70 vận động viên nam nữ đến từ 17 tỉnh thành trong cả nước tham gia với các nội dung bodybuilding với hạng cân 65kg, 70kg, 75kg và trên 75kg, nữ bikini 1m65, nam men physique 1m65, 1m70, 1m75 và trên 1m75. Giải vô địch thể hình cúp các câu lạc bộ mở rộng là một giải đấu thể thao còn khá mới đối với tỉnh Long An, nhưng giải đấu này sẽ là tạo tiền đề cho bước phát triển mới đối với phong trào thể hình tại huyện Bến Lức nói riêng và trên địa bàn tỉnh Long An nói chung. Giải đấu đã thu hút sự tham gia của đông đảo các vận động viên gym trên cả nước, cũng là dịp để các vận động viên được giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và khẳng định bản thân, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao huyện nhà và các địa phương trên cả nước. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao cúp và phần thưởng cho những vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung. Ngoài ra, nhằm tôn vinh các vận động viên tham gia, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận tham gia cho tất cả các vận động viên.